trước nàng thả rong bò dê trong khu dân cư gây mất mỹ quan trật tự đô thị, thị trấn Liên Hương huyện Tuy Phong đã ra quân bắt giữ số bò dê thả rong để tiến hành xử lý. Và đó đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 trụ chăn nuôi về hành vi thả rong động vật trong khu dân cư với số lượng khoảng 20 con bò. Được biết trước đó các địa phương khác như xã Trí Công cũng đã tiến hành ra quân xử lý tình trạng bò dê thả rong nhằm lập lại trật tự trả lại mỹ quan khu dân cư, đồng thời phát động trong nhân dân tham gia bắt giữ bò dê. Với số tiền thưởng nóng là 500.000 đồng đối với một con bò và 200.000 đồng đối với một con dê. Trước vấn nạn bò dê thả rông gây bức xúc thời gian qua thì việc ra quân xử lý của các địa phương được người dân đồng tình hưởng ứng.